về nội dung kiến thức này, về nội dung từ mới thì đều nằm sẵn trong chương trình tiếng Anh sách giáo khoa và đặc biệt là chương trình tiếng Anh lớp 9. Và nếu bạn nào mà tập trung học và có dành nhiều thời gian cho việc học môn tiếng Anh của lớp 9 thì cái đề thi này thì không thể làm khó các em được. Thầy lấy ví dụ như là về cái phần trắc nghiệm thì toàn bộ những phần trắc nghiệm chúng ta đều đã được tìm hiểu về các dạng bài, về trạng từ, về danh từ, về tính từ. Còn đối với bài đọc hiểu thì chúng ta có thể thấy là cái chủ đề về Tết là một cái chủ đề rất là phổ biến và quen thuộc đối với tất cả chúng ta rồi. Vậy nên là chỉ cần các em tập trung học và có việc đầu tư thời gian một cách hợp lý thì đề thi này thì thầy tin chắc nó sẽ không làm khó các em được. Với nội dung đề thi này thì cái phổ điểm mà thầy nhận thấy rằng có thể đạt được nhiều nhất thì sẽ rơi vào khoảng từ 7 đến 8 điểm. Và khác với mọi năm, khác với năm ngoái thì đề thi năm nay thì thầy nghĩ rằng điểm 9 và 10 nó sẽ không hiếm đâu. Môn tiếng Anh thì không có nhiều thay đổi so với cấu trúc đề thi của năm ngoái. Tuy nhiên do thời gian thay đổi cho nên độ dài của đề thi đã giảm xuống còn 30 câu và chủ yếu giảm ở hai phần, đó là phần đọc và phần viết. Bình thường chúng ta làm đề là có 10 câu thì bây giờ mình sẽ làm còn 7 câu thôi đúng không? Đơn vị kiến thức của đề thi năm nay tập trung chủ yếu vào các mảng kiến thức liên quan đến phần ngữ pháp của tiếng Anh lớp 9, các phần chủ đề từ vựng tập trung của hai bài đọc, đó là phần liên quan đến Aesop, một địa danh của Uluru, và Tết Holiday. Cô thấy hai bài đọc này cũng khá là gần gũi và quen thuộc với các bạn, đặc biệt là bài đọc liên quan đến Tết của Việt Nam. Bài đọc của Tết khá là dễ tập trung vào phần đọc hiểu, tuy nhiên là thông tin của phần đọc chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy luôn. Còn cái phần thứ hai, phần đọc thứ hai, cô nghĩ đó là bài đọc có tính chất phân loại một chút, khi nội dung của bài đấy tập trung vào một số cấu trúc mà nếu các bạn không để ý, đặc biệt là phần giới từ là phần yếu của học sinh, thì có lẽ là phần phân loại sẽ tập trung vào phần bài đọc thứ hai này. Sự khác biệt, điểm khác biệt trong đề thi năm nay, cô thấy có một điểm nữa, đó là liên quan đến phần nội dung của bài viết. Thông thường đề thi năm ngoái chúng ta thấy không có phần viết liên quan đến dùng từ gợi ý để viết câu hoàn chỉnh, thì năm nay có hai câu ở phần đấy. Tuy nhiên những phần này hoàn toàn là các bạn đã được ôn tập rất là kỹ trong kỳ thi. Trước khi thi chúng ta được ôn tập rất là kỹ rồi. Cô nghĩ là phần này cũng không phải là phần khó đối với các bạn đúng không? Cô đánh giá đối với đề thi này, bởi kiến thức và phần ngữ pháp trọng tâm đều nằm trong khối 9 nên phổ điểm của bài này sẽ rơi vào 6 đến 8 điểm. Còn đối với tất cả các bạn học sinh giỏi chắc chắn sẽ có rất nhiều điểm 10, nhiều điểm 10 hơn so với kỳ thi năm ngoái. Đề thi môn văn mà cô cầm trên tay hôm nay thực ra là khiến cô cảm thấy rất là an lòng, bởi vì đề gồm hai phần rất là rõ ràng theo cái cấu trúc đề quen thuộc của chương trình giáo dục phổ thông do Sở Giáo dục Hà Nội lâu nay vẫn ra. Và phần 1 các em có 3 câu hỏi. 3 câu hỏi ở phần 1 thì tập trung vào tác phẩm Đồng Chí. Đây là một trong những tác phẩm quen thuộc. Cái cách ra câu hỏi cũng rất là truyền thống, đồng thời nó cũng thể hiện được những phần kiến thức rất là cơ bản mà các em đã được học kỹ, ôn kỹ. Tuy nhiên có một cái điều, đó là ở phần 1 này lâu nay cái đoạn văn ấy người ta thường xếp ở cuối đoạn, thì ở đây người ta lại cho vào vị trí câu hỏi số 2, cho nên có thể một số em sẽ lúng túng. Còn lại đối với tôi thì cái sự hấp dẫn nằm chủ yếu phần 2. Vì sao? Bởi trong phần 2 này chúng ta thấy xuất hiện một đoạn văn trong sách ngữ văn 9, đoạn văn rất là quen thuộc với các em, sức mạnh của tri thức. Tuy nhiên cái cách ra câu hỏi khá là thú vị. Câu hỏi thứ nhất sẽ khiến cho học sinh có quyền thể hiện cái quan điểm của mình, thể hiện cái hiểu biết của mình, cũng như đánh giá được về sức mạnh của tri thức. Còn phần thứ hai, câu 2 là cái câu viết đoạn văn 2/3 trang giấy ấy, thì đây là một cái câu phân loại, bởi vì muốn làm tốt câu này học sinh phải biết khả năng phải biết sử dụng cái thao tác phản đề, và thao tác phản đề sẽ làm giúp chúng ta làm nổi bật được cái vấn đề cần nghị luận, đó là phải chăng tri thức làm nên giá trị con người. Có thể nói rằng là đề Hà Nội năm nay tương đối đảm bảo để các em làm bài trong 90 phút. Một cấu trúc đề rất là an toàn. Xong, có một vấn đề đặt ra, đó là cái tính thời sự nó sẽ không cao. Bởi vì học sinh phần lớn các em sẽ chú trọng đến cái vấn đề Covid. Các em sẽ hướng đến tình yêu thương, chia sẻ, nhân ái, bao dung, vân vân đối với phần nghị luận xã hội. Xong, phần đấy đã không diễn ra. Nhưng cô tin rằng với cái khả năng lập luận của các em, với cái sự hiểu biết của các em, thì các em vẫn có thể làm tốt đề này. Trong đề thi, do số lượng các câu hỏi rút ngắn lại nên trọng số điểm của những câu về viết đoạn văn nghị luận văn học và nghị luận xã hội, nó chiếm trọng số điểm rất là cao. Cho nên để có thể làm tốt và được điểm số cao trong bài thi này, các em không chỉ phải nắm chắc được các đơn vị kiến thức liên quan, mà đòi hỏi các em phải có khả năng trình bày, khả năng diễn đạt cũng như là kỹ năng lập luận trong các đoạn văn nghị luận của mình thật là chặt chẽ và thuyết phục thì mới có điểm số cao.
Bên cạnh đó, một điểm mới nữa của đề thi năm nay đó là câu hỏi nghị luận xã hội. Vấn đề nghị luận được đưa ra dưới dạng thức của một câu nghi vấn. Phải chăng trí thức làm nên giá trị của con người? Và cách đặt câu hỏi dưới hình thức, đặt vấn đề dưới hình thức một câu nghi vấn như vậy, nó sẽ tạo điều kiện cho các em khơi gợi những cái góc nhìn mới mẻ để có thể nhìn vấn đề đa chiều hơn và tự do để trình bày quan điểm cá nhân của các em. Với đề thi này, thầy Hùng đánh giá rằng nếu như các bạn nắm thật là chắc các đơn vị kiến thức và rèn luyện các kỹ năng cơ bản để viết các đoạn văn thì các em hoàn toàn có cơ hội giành điểm số khá cho bài thi của mình.